anh em có nhu cầu mua ạc game, nạp game, mua tất cả các loại game thì hãy ghé qua shop. Shop của mình là shop.vinhlen.vn. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình là Nghĩa Lên. Trước mặt của các anh em đó là team của mình nha anh em. Hôm nay lại là một clip ẩm thực. Nói chung là thì đã khá lâu rồi mà Phúc nó chưa được thêm một tí mỡ nào. Nên là hôm nay mình sẽ tài trợ là lẩu mua bạn nhớ rồi. Đây, mua rồi đó, bao thịt mỡ được. Chung đây mua mình lép cái thì bỡ ra chứ. Ở đây là mình có chuẩn bị mấy con hay nãy mày cần nhiêu con rồi? Tầm nhiêu đây tầm ký rưỡi hai ký vậy? Mua cho nhiều 5 ký anh cho đã chứ. Ừ, bạn nấu vậy. Cái này mình ăn chung thức. Nói chung là hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn đó là tại vì mình coi trên mạng có nhiều người Hàn Quốc các bạn ăn cái món này rất là ngon. Đây, hình đây này đấy. Anh em thấy không? Cái miếng thịt chua. Trời, nhìn rất là đẻ luôn. Nên là hôm nay mấy anh em mình muốn làm cái món đó mà xem thử mình ăn thử có ngon với mình làm thử nó có cái chất nó có giống y xì đó không nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu vào cái clip này luôn. Nói chung là thì bây giờ mấy anh em sẽ giúp mình đó là cái công việc đó là dễ hành ớt. Đấy. Đúng không? Mà chuyện này mình lo không được nữa. Đó, cái chuyện con của em. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ bao cái cháo vào vợ cho nó nếm cho các bạn. Lo không được nó thôi nhớ, từ cái đi. Món này Phúc nghĩ mình có thể làm được hay không? Ba cái đây mà dùng lem đồ cho anh. Đồ mình đồ cho anh ấy chúc mình anh chào. Mình là cho được coi. Thì đồ mình ăn được thì đồ cho anh. Ừ, điên trời. Làm mà phải tích chắc chắn là mình từ đó nếm chút đồ như vậy. Là bao nhiêu đồ nó khô nữa rồi. Đồ vô anh. Điên đối vào chị. Đấy các bạn, nói chung là đầu tiên là không mình biết sẽ cái gì hết nữa. Mình sẽ bỏ khô những cái miếng thịt này vào để mình táo cho nó có cái độ xanh của thịt lại các bạn. Đấy. Đây là nướng ta nói nè, chẳng gì nè mà dạng như kia nướng đé thì đây nướng thằng cháu này. Đâu đây là mình táo mà Phúc. Thiếp. Chẳng gì mà biết ra thì thiếp. Chẳng gì mà biết là nước thiếp vậy vậy. Ừ. Dễ mà không kìa, nó mà hết vậy rồi. Tao quay lại cái này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ táo cho nó khô cái miếng thịt nó xanh lại. Đó là chút là mấy anh em mình sốt hay làm gì đó cho nó khỏi bị dính thịt nát mà, đúng rồi. Nó rụt quá. Đúng rồi. Hầm nước hay hầm gì Phúc? Nước chứ gì hầm khô. Mình hấp được không? Được rồi, hấp này mình luộc ăn luôn cha. Ừ, đấy. Nó xanh lại rồi, nó xanh lại nhanh mà. Mà tao ơi. Vô gà ớt dữ vậy này. Kỳ ngon. Ừ. Làm ăn càng nhiều ớt càng cây càng đẻ mới đâu. Ừ. Ăn cấp độ giật 15, 16, 17 đi. Nhiều đây bảo vô nè, ăn vô nó ập. Ê, nghe nó bảo vô nó giật trống nhà của ông Phúc nha các bạn. Không bày cửa sổ vậy. Nó gạt trống trống là ngu quá. Nó gạt trống trống là cái tâm bảo nó ở chính giữa nhà mày đâu có gì đâu. Còn mấy lóc xí hoài là nó. Ở nhà tiếp cái này bảo vô bay dính cái cửa sổ luôn. Bây giờ vừa làm mấy năm cậu. Thì hổ được đó, nhớ rớt xuống trống gà đấy. Đầu nó mới làm, nó mua mới lạnh, nó bắt ngay cụ cửa sổ luôn hả? Không có tiền mua làm cửa sổ, bắt mới lạnh. Rồi đó. Rồi nó chì kín cửa sổ lại. Má nó nhục vậy. Trời ơi, nó nói nhục giống mày thiết, mày nghĩ chưa? Nhục, cái đó là nó nói nó có tiền, nó mua bắt mới lạnh ngay cửa sổ á. Các bạn, sau khi mà mình đã tao cho nó xinh thịt lại, bây giờ bắt đầu mình sẽ đổ nước nó vào nha các bạn. Tại vì mình không sợ, mình không lộn, mình sợ nó sẽ bị cháy. Đấy. Đâu mình tao cho thôi, mình chiên đâu. Đúng rồi. Thì mình tao cho nó xinh thịt lại mà chút nữa đâu. Mình ăn cho nó đẻ thôi. Mình cánh cháy mỡ xuống rồi, ướt cổ áo rồi vậy. Thiết cảm nhận món này sao? Ướt vậy sao cái này? Ướt dắt nước cái đồ dầu chiên ké luôn. Thiết cảm nhận được cái này vậy? Đồ chai này vô vậy? Chai gì Phúc? Chai gì nước màu đó ta? Nước màu đó mình điên chạy. Làm gì làm đi, mấy thằng nó không biết làm hết rồi nó phải nói vậy thôi. Mình làm một món là món gì? Món gì đó? Cái canh là canh mình bịp ấy. Đồ cố mà. Đi xì luôn á. Làm cái canh. Anh nuôi em đừng nói bách manh kìa là cái canh bịp nha các bạn. Ôi chị. Đấy mình đổ cái điên cười vậy Phúc. Mày quay với nước nó ra mèo gì tao khi không hết mèo điên làm sao? Ra mèo đỏ. Đấy, nói chung là muốn cái mèo mà nó y xì trong hình thì mình phải đổ nước vô các bạn đó. Nước đường cháy giống vậy. Nước đường cháy. Nước đường cháy là cái nước gì? Quần này giải là cứng bên nhà nó cái nấu đường mà bị cháy nè. Nó mới biết cái nước đường cháy như thế nào. Vậy nó khô mà nó cháy. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đỡ cho nó nếm một chút các bạn. Không, mình đỡ chờ giờ nha, mình nêm nếm gia vị đỡ cho nó khô lại còn miếng thịt thâu, không còn sao, nước. Sao nước đây sao hồng không đủ cái xì vô mày, cho nó đen đen vậy nè. Mình ra mày. Quá chứ vậy sao nữa Phúc? Thế là mình chút mình bỏ gia vị xuống mình nấu cho nó khô hết nước lại. Chè bỏ hành ớt vô nha các bạn. Đồ chó ăn. Nên hai bỏ nhiều đường đấy đúng không anh này? Nhiều lắm.
Rồi tao bay cho. Bao chút nữa. Bay để cho nó rụng chút rồi mình bỏ nó ớt vô thấm hơn chứ. Điền rồi mình bỏ vô mình nấu ra thấm luôn hả? Thấm vô trong hả? Chính xác, bỏ từ đầu vậy. Có mình chớ cũng mắm vô. Đúng rồi. Đủ chứ đây. Nửa chai luôn đi. Đó đó có kia. Đúng rồi. Chai. Chai anh ngủ tiết kiệm nữa. Đó, nó sạch luôn. Quay nuôi của em. Được. Được. Rồi bé xây ra luôn. Được. Rồi lý á. Đủ dầu rồi chứ. Xì dầu mày. Cái xì dầu không? Cái xì dầu nghe. Xì dầu á. Xì dầu á chứ không phải xì đâu. Xì dầu á. Đổ vô, đổ cho anh luôn. Đổ đi ra thì đổ xì. Mày đâu không ngon đâu. Cái lộn cái riêng á, làm nướng lộn vô nó ngọt. Tục tục nó đục liền à. Nó có ghẹ nó đục liền rồi nha. Để cho nãy mày, cho nãy mày đâu. Nói chung là sau khi nãy giờ mấy anh em nó đã khô và kêu lại này, bây giờ mình sẽ trộn cho có cái hương vị nó đồng nó sẽ đều thấm đều luôn. Đấy, bây giờ mình bây giờ chờ nguội chút mình bỏ lên cái gì ở cái mâm mà mình đúng chuẩn bị reo nha các bạn. Ngon. Đây lá mít kèn ơi. Thì cứ cầm cái gì sạch sạch như khẩu trang mà biết vô sạch mà cầm vô dưới dưới bì. Bỏ là nó sốc ra hả? Ờ, nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nước luôn thế không? Mày mấy ngủ để nó có gì lạ không? Này, đây. Đi chung lại coi. Mấy anh ranh vàng rồi các bạn. Đó lộn tay một mình. Tay một mình em bán không? Một mình bán ba thằng luôn. Đâu em chết luôn hả? Ừ. Mà chút nhìn rất hấp dẫn luôn. Chết đi, chết đi. Chút mẹ quá. Chết, chết đi, chết đi. Ôi dồi. Đập ưu tì xuống. Đập ưu tì xuống một chết. Thành ổn mình thành chiếc bè cục này. Đúng rồi. Chú mẹ không phát tục cuốn con mách. Con mách lại. Chống dậy, chống dậy. Quá đẻ luôn. Đây bây giờ lấy cái nước đó nữa. Cục của em. Khi mà anh em mình làm xong thì đổ ra mâm rồi nha các bạn. Đây, tụi em nhìn nè. Chú đẻ. Mày cùng tiếp nè, tiếp nó hết mỡ. Quăng cái anh luôn cái nước tây trên này. À đúng rồi, quăng vô cái lá luôn. Cầm luôn. Anh nghĩ được không? Đây nha. Được. Anh được rồi, cầm anh ấy. Rồi bây giờ mình nói chung là mời tất cả các em dùng nha. Ông cốc tay mẹ đây, bình thường đuổi. Được kiếm miếng nào đạt đạt luôn. Chắc lên chấm thằng Kỳ. À. Chấm thằng Kỳ ném ông kêu giục mỡ. Ủa đây mỡ không mày? Anh kèm là mình đang với salad nha các bạn. Đúng rồi. Kiếm miếng mỡ nữa, đơn chiếc nào đây. Đây mày mỡ đi. Không, em miếng mỡ, mỡ cũng tiếc á. Đây mỡ tiếc. Cái mỡ đây anh, đây đây đây, miếng này của nó này. Đỡ của em anh gắm mập đấy. Ừ. Trời, anh ngào rất béo ngại luôn các bạn ơi. Cây chấm chuyện đủ đồ, cây gì. Cho, bạn em nha. Ừ. Chú kìa, chưa rụt rồi sao vậy? Rụt đâu? Chào. Ngon. Ôi dù nè. Chú ngon quá. Chú. Anh nguyên cục ngon phúc. Nguyên cục ngon. Cái lá cục bự á. Chú, muốn nào nè. Đúng rồi. Anh cái gì cũng phải cái gì thiệt to là anh kịp rồi nè. Đồ mày mình. Đấy, cái cục mỡ nhất của mày nè. Đấy, cục đây này. Cục nặng nhất chứ đủ cục mỡ. Để mày nói. Cục nặng nhất mày khôn chứ mày, vậy mỡ ai anh? Anh mỡ. Mày anh ra mặt cái gì vậy? À, thôi dám được. Tôi làm kiềng này rồi. Chua. Phúc rồi các bạn. Chua. Không. Sao hương vị sao Phúc nói anh em biết. Ngọt. Ừ. Không có cắn vô chỉ mỡ. Chạy bếp à. Đâu chỉ rồi. À. Chỉ bên trong mà. Ừ, mà ngon. Sao nãy giờ mày cũng mời anh em. Đâu. Đó sao thế nào đó. Ngon. Ngon này lẹ. Lẹ. Hồi anh chưa ăn chứ lẹ gì đúng không? Đó. Chào. Cảm ơn người nha. Đúng rồi. Trời ơi. Cục gì mà ông làm cục chục chưa đây gì. Chục ơi cháy mỡ ra món à. Ngã luôn. Béo. Ngon. Chục lên. Có tay nè. Cái nè. À đúng rồi. Cái nước của nó ngon không? Tới là giờ mà em không nên vừa anh nè. Tới giờ rồi. Chào. Cây anh giao cho mày miệng là cây. Cũng ngọt. Cây. Ừ, khá ngọt ngọt thịt vào trong thôi. Chục chục thịt trong mày. Chín điều. Chảy mỡ này ngon. Chảy mỡ biếu. Chục. Chục chấm này. Chục chấm này không chấm mà chấm gì cục thịt của tao vậy? Còn ăn hết không? Không.
Ôi dồi, cái nước này, cái nước này nước kêu của nó lại các bạn, ăn cũng rất là ngon luôn. Không, thịt ăn thôi mà. Cái bể chế mà làm này nó ngon, ăn thịt không đó là đủ ngon rồi. Đúng, đúng, nha chồng nói. Nha chồng nói. Cái này mà mình bỏ thêm gì? Mè. Mè, cái ăn đúng ngon luôn á. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, nó rách nhung gì tới của mình luôn đấy. Đấy, chục bây giờ một cái lực phút các bạn. Chột gì, cuốn dữ vậy. Đi về nhà mày chưa đã đâu, mình phải quốc một cái nữa. Chột chè, chè về thôi chứ không nói gì nữa. Chột. Chột cái mỡ động. Này cũng ngon. Chột vậy. Khá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Anh của em sao, sao im ru rồi. Ngon rồi, nói chưa? Sao mà suy nghĩ gì đấy? Còn có thịt ăn ngon. Đấy, có rồi nè. Đấy. Nó hồi nào còn thấy để ăn thịt nói thêm. Nhớ mà khổ dữ nào cứ đi dùm mỡ vậy, hàng gì. Cái món kỳ quá. Hàng gì lợi đó, danh lợi nó chụp hình mày ngồi ăn đám vỗ đám cưới gì đấy. Ờ, cũng còn được. Bây giờ làm đám vỗ đám cưới đi về là phải hỏi. Ai kêu không? Ai gọi tôi đó có mặt đó lên. Trong khi đó cái ai gọi hết. Cái gọi ngầu chờ luôn, chờ Quân Trương ra nữa chứ. Quân Trương hơn mà nó có đuôi chứ có là nó không quấy rồi. Hai miếng rồi. Này anh miếng mà anh ai. Người hai miếng này, còn miếng đợi em thôi. Em anh ít lắm, em anh nhiều cũng được đâu. Trời ơi, mắc mắc. Tránh rè cho. Cái đầu tránh, anh quất luôn rồi cho tránh nhẹ. Anh đừng có tránh cùng mỡ cùng nạc vậy. Anh có anh luôn đi. Tránh nhẹ lắm. Ừ. Lấy dao cắt cho, tránh dễ mà ngầu. Nó mềm rụt mà. Nó căng lên. Lên nó ăn mỡ nó mưa. Không, không mưa đâu. Đỡ tao. Nó mềm nè, đây nè, nó mềm không? Tao lại đổ xác luôn nè. À đúng rồi. Mày đỡ tao một miếng nào đây, nè. Nhưng mà đây nè, đây. À, đây, đây. Đây. Đó, tránh nó hết luôn nha. Ừ, tránh nè. Sẽ là người thưởng thức miếng này. Anh dám cân mà dài thôi nhá. Anh đưa mà dám cân thì ăn thằng. Ừ, anh nghe chiều đi tập tẻ mới ở đâu, trụ. Chỗ anh mà uống như cục kè thôi, y xì luôn á. Nói chung là thì cái món này tại mình thấy ở trên hàng người Hàn Quốc hay là người gì ăn ở trên mạng các bạn thấy rất là ngon luôn. Mình mấy nay mình muốn làm để ăn thứ. Món này làm ngon việc luôn á. Ừ, nó béo, ăn nói chung béo là nó sẽ ngon hơn. Béo lắm mà nó ngon, cái gì quá. Hả? Cái gì nó ngon. Trụ cuốn là dài này, trụ sống mà. Còn miếng dưa leo rồi vô. Chuột thì y xì luôn. Ngon, cây cây xong. Thiết vô. Cái miệng con thiết phúc không làm ai thất vọng anh. Thiết thiết tự vô dập luôn thiết. Trời ơi, nhìn em hấp dẫn các bạn ơi. Lên này đâu, anh đâu, lên này ăn chay đúng không? Ừ. Lên này ăn chay. Rồi tạm cục chút rồi cũng kèn ăn được. Chắc là mai ăn. Chú trời, anh ở đấy mày. Anh ở với anh. Anh ở với anh. Nó chay thừa nữa, không lẽ không á. Ừ. Có mày sẽ biết tôi chuyện viết nha mày. Thôi anh ăn nhanh đi. Lên ở kìa. Lên ở. Nó biết không cứ bụng. À, đồ ai đây các bạn? Bạn ngoài. Ngoài đâu ngoài? Ở đâu là cành cây thì em. Chắc ngoài anh chi à? Ngoài anh chi anh ăn mặn. Ngoài anh chi anh mặn. Anh nhịn được. Anh nhịn được để làm cho ngoài quấn cho ngoài cục ngoài. Bỏ tay ra. Nước còn cho ông ly có lý. Ờ. Cho ngoài ly nước. Ngoài uống nước ngọt được không ngoài? Nước diễn được. Thế là chờ ngoài đi. Nước diễn được mà đừng ngọt. Đấy, em đem vô ngoài. Thịt cho ngoài. Trục ơi bài luôn á. Ngon lắm. Ông ngoài làm miếng thịt cho vui nha. Ủa sao ảnh được? À, có đây nghe. Hả? Còn có thằng rử à. Ngoài đi cúng gì về mà sao thấy cầm cây giống cây của trong Thầy Thiên dữ vậy? Lục. Hề, nhiều tiền lắm em. Thì bữa 68 thì thằng ơi lợi lên 100 triệu. Ủa? Nói 100 triệu thì chính nó 50 triệu nó, đình đấy. Ê. Đình đó là coi tao là... Chú đâu coi thử cái cây gì mà mất tiền vậy liền. Chú cây này cái cây đang đang cái giá khởi điểm là 100 triệu nha các bạn. Đấy. Cái chữ gì vậy ông ngoại? 50 triệu, chính thức là 50 triệu. 100 triệu rồi thằng kia nó. Đi xin luôn. Đây tao tấu á. Bữa
cái đợt bây giờ tao mày xem có chụp hình ở trong miền Nam ấy. Thế, dạ, chú coi đẹp quá mà có cái bùa kìa nữa. Quay bùa kìa anh. Mày biết coi đó là gì không? Không, cái làm như vậy? Cái ấu. Nope. Quá chuẩn luôn. Đúng không? Cái ông này đúng không? Ấu đìa. Thấy chưa? Ấu đìa là ấu gì? Cái mày vô. Không, nói chung là cái chậm cho nó. Đi nha. Mày muốn nhà không? Không, lấy cái nhà tôi. Không miếng nó cũng mở. Đứa nào là nhà chỗ đây? Mày thích cái miếng nào không? Ừ. Dạ. Cháu nào là cháu là cháu nhà đây phải không? Dạ. Dạ, nó tao chưa già mà già mà. Dạ. Dạ, tao gầy, râu gầy, chưa già. Dạ. Nó sống già hết á. Trời, già, già, già. Dạ, báo con gọi già. Chưa. Cái sự luôn. Dạ. Dạ anh em, tôi biết không? Dạ, đó là ông chị mày hả? Dạ. Dạ. Cái già ông bạn nói. Đây các bạn, nói chung là thì mà cái miếng thịt này mình cảm nhận thấy thì nó rất là béo và đẻ luôn các bạn. Nên là các bạn phải một lần để mà thử cái món này dùng với gia đình của mình. Nói chung chèm chèm thì rất là ngon luôn. Ok các bạn, nói chung cái món này rất là ngon luôn. Và một lần nữa mình rất cảm ơn các em đã theo dõi cái clip này. Nếu em thấy cái món này hay và thú vị thì đỡ lại cho cơm mình một like, một đăng ký nha các bạn. Bye. Ngon. Tao còn ăn miếng này. Bye.